Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh, khiến cho nhiệt độ giảm mạnh. Sau đợt nắng nóng gay gắt, điện rộng, đến chiều tối ngày 7 tháng 5, đợt không khí lạnh sẽ tràn về, mang đến thời tiết mát mẻ cho khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, hiện đang có một áp thấp nhiệt đới đi Biển Đông và sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới đầu tiên của vùng biển nước ta. Ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng diện rộng đang xảy ra cả ở Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo nhận định, đợt nắng nóng này xảy ra gay gắt nhất vào ngày mùng 6 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng ở Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 6 tháng 5. Từ ngày mùng 7 tháng 5, nắng nóng dịu dần, Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng duy trì đến ngày mùng 7 tháng 5, sang ngày mùng 8 tháng 5 thì kết thúc. Theo ông Hường, trong đợt nắng nóng này, phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế là nơi chịu tác động của áp thấp nóng phía Tây cũng như hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ nhiều điểm cao trên 40 đến 41 độ C, có khả năng vượt mốc lịch sử của tháng 5. Trong ngày mùng 6 tháng 5, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ sẽ nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội có lúc trên 38 độ C. Dự báo trong tháng 5 còn khoảng 2-3 đợt nắng nóng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trường phòng dự báo thời tiết cũng thông tin khoảng ngày 7 tháng 5 sẽ có một đợt không khí lạnh cuối mùa. Dưới tác động của không khí lạnh này, nắng nóng vào Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kết thúc, nhiệt độ có xu hướng giảm. Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 và từ đêm mùng 9 đến 15 tháng 5 có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to áp thấp nhiệt đới hiện nay có khả năng đi vào biển đông trở thành áp thấp nhiệt đới đầu tiên tác động đến vùng biển nước ta gây mưa gió và rông lốc mạnh trên khu vực giữa và nam biển đông dự báo vào 16 giờ ngày mùng 6 tháng 5 áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. 16 giờ ngày 7 tháng 5, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km h cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Vùng biển phía đông, khu vực giữa và nam biển đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nước dâng, sóng lớn, vùng biển phía Tây, khu vực giữa và Nam biển Đông có sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.